Show trình diễn của nhà mốt Dolce và Gabbana thu hút nhiều sự chú ý tại tuần lễ thời trang Milan. Hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana đã đưa tới một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đồ nội y. Bộ sưu tập mới của nhà mốt Dolce và Gabbana được đánh giá là rất ấn tượng, khi chỉ sử dụng hai tông màu đen và trắng làm chủ đạo. Các thiết kế pha trộn giữa thời trang công sở, thời trang dạ hội với đồ nội y. Bộ sưu tập có tên gọi đơn giản là Woman. Các thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ đồ nội y là một xu hướng đã được nhiều nhà thiết kế thử nghiệm trong những năm trở lại đây. Nhưng bộ sưu tập của Dolce và Gabbana được đánh giá là khác biệt, độc đáo, gây ấn tượng vượt trội. Dolce và Gabbana đã có thâm niên khai thác phong cách này qua hơn 3 thập kỷ. Bộ sưu tập mới nhất chính là một sự nối dài và mở rộng những ý tưởng thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ đồ nội y mà thương hiệu này đã theo đuổi từ vài thập kỷ qua. Điều gì khiến phong cách thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ đồ nội y có sức sống lâu bền như vậy? Tại sao xu hướng ấy đang ngày càng nở rộ và trở thành một xu hướng thống trị trong làng mốt quốc tế? Về điều này, nhà thiết kế Domenico Dolce có cách giải thích thú vị. Cho dù chúng ta ăn nhiều món ngon đa dạng thế nào, sau cùng, chúng ta ai cũng cần phải uống nước. Với đồ nội y cũng vậy. Chúng ta dù có theo đuổi bao nhiêu mốt thời trang phong phú, sau cùng, những món đồ nội y mới là những món đồ thời trang thân thuộc và gần gũi nhất với mỗi người. Ở thời trang nội y, các nhà thiết kế tìm thấy nguồn cảm hứng bền bỉ, đó là một dòng thời trang vừa có nét cổ điển, vừa chứa đựng nhiều sự táo bạo, phá cách. Phong cách thời trang, nút, vốn đã thống trị làng mốt trong vài năm trở lại đây. Giờ đây, phong cách ấy kết hợp với ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ đồ nội y đã giúp nhà mốt Dolce và Gabbana tạo nên một bộ sưu tập gây ấn tượng mạnh. Bộ sưu tập Woman đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên gia cũng như công chúng yêu thời trang. Tham gia trình diễn trong show là những người đẹp đình đám của làng mốt như siêu mẫu Naomi Campbell, Irina Shayk, Stella Maxwell, người mẫu, size lớn, Ashley Graham. Người mẫu được cho là đang hẹn hò với tài tử Leonardo DiCaprio Vittoria Ceretti cũng xuất hiện trong show này. Con gái của minh tinh Monica Bellucci, người mẫu trẻ Deva Castle cũng thu hút sự quan tâm khi tham gia trình diễn trong show.